Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình nhá. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách bắt cầu theo cầu tài xỉu trên con TTC thì đừng chơi đi nhá. Ok anh em thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang một 17 củ đây. Khỏi phải để anh em chơi lâu này, mình sẽ chiến luôn cho anh em thấy là mình sẽ chỉ cho anh em cái cách bắt cầu theo cầu tài xỉu nhá. Thì đây anh em nhìn thấy trước đó là cầu 2 4 3 3 3, 3 2. Đấy thì bây giờ thì anh em mình sẽ soi soi về đằng trước đằng trước đó đằng trước ở đây thì cái 10 này xem nó có cái bị 10 không đây 10 xỉu đây 10 xỉu đây cùng với nhau đây là 532 đây là 541 ok tiếng này thì mình sẽ đánh vào xỉu này đánh hai củ xỉu nhá đấy anh em cứ dựa trên cái lịch sử và cái cách cầu cũ của nó mà anh em bắt theo nó nhá đảm bảo với anh em độ chuẩn xác rất là cao nhá link của con TDC thêm được chơi này mình để ở dưới phần miêu tả anh em nào thực sự đam mê về bộ môn này thì anh, anh em hãy ấn vào và tải về và trải nghiệm nhá và bây giờ thì lặn cùng mình nào xem kết quả nó sẽ ra sao rồi ok anh em thấy chưa chuẩn xác anh em nhá hút ngay đúng không anh em đấy rồi tiếp tục nào đến là chín rồi nhá chín đây là cầu tam giác rồi chín rồi xem đằng trước có chín trước là chín xỉu đây có mỗi chín thôi đây chín xỉu tất cả là đều chín xỉu hết anh em nhá thì tiếng này thì anh em xoay soi qua xoay qua về cầu thì nó hiện đang lại là chín xỉu đúng không anh em đây nhìn đây chín xỉu này đúng chưa đấy sao thì trước đó cũng là chín xỉu này. và đây là chín xỉu tiếng này thì mình tiếp tục mình bắt một tiếng xỉu nữa nhá thì tiếng này thì mình sẽ đánh chín mít cho anh em nhá không chắc chắn đánh nhỏ bởi vì là đôi khi là cầu nó sẽ có còn cầu cả cầu nghịch và cầu thuận đấy nhá nên là anh em chơi là anh em phải để ý về vấn đề này tránh cái tình trạng mất lúa không 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 xứng đáng anh em nhé đấy thì à, nếu mà anh em nào xem được video của mình thấy hay thì xem được những cách mà mình hướng dẫn và mình chia sẻ cho anh em các cách bắt cầu theo cầu tài xỉu và chuẩn xác thì anh em hãy cho mình một đợt like và một đợt follow nhá cảm ơn tất cả các anh em và bây giờ thì anh em nặng cùng mình xem kết quả đó là cái gì đây sao 52 hai năm hai bốn anh em ạ vậy là cầu đã chuyển sang cầu 33 đấy bởi vì là tiện, cầu hiện tại đang là cầu nghịch chứ không phải là cầu thuận anh em nhé đấy bởi vì là mình trước thì mình xoay quả cầu kèo thì mình thấy là tiếng uh, chín đấy nó là đa phần là về xỉu mình đã bắt theo cầu ok không sao em thì uh, đôi lúc thì nó phải là có quả cầu như vậy thì nó mới phải gọi là cầu có cầu nghịch và cầu thuận nó mới gọi là tài xỉu anh em nhé đây anh nhìn đây trước đó là cầu hai ba ba này đằng sau cũng là bồ ba ba nhảy một thì tiếng này nó sẽ dôi một cầu đánh vào đây tiếng này thì đánh hai cụ thôi đánh nhỏ nhắn xinh xắn đánh vừa vắn thôi em nhé rồi anh em xem và chờ đợi xem kết quả của tay thứ ba này xem nó có chuẩn sai không nhá đấy lúc là anh em chơi thì anh em phải biết là biết cách là dựa vào cầu và bắt theo cầu tài xỉu thì nó mới có kết quả ok nó mới có kết quả chuẩn xác được nếu như mà anh em đánh theo cảm nghĩ và đánh theo cảm nhận thì chắc chắn là sẽ rất khó để anh em thắng nhá rồi đây là cái gì đây chuẩn chưa anh em? Đấy. Đúng không anh em? Chuẩn xác nha anh em nhé Anh em thấy chưa? Đấy, những cái tiếng ra đòn của mình chắc chắn nó sẽ là ok là chuẩn đúng không anh em? Rồi hút rồi, hút rồi anh em ạ, hút rồi. Rồi tiếp tục nào, tiếp tục xoay qua một vài đường cầu và bắt theo cầu tài xỉu của cái trên cái con TDTC thiên đường trò chơi đây. Thì xoay qua cái đường cầu này thì con 15 đâu? 15 thì chưa thực sự là chưa xuất hiện ở trên cái bảng thống kê này trên cầu này nhưng 15 này nó là gì 15 này nó là cái xúc sắc dây cú loa xúc sắc liêng anh em hiểu chưa thì tiếng này khả năng cao nó sẽ chạy về 11 cho anh em nhé thì anh em xem nó có đúng không 4 3 2 1 ok lại chuyển đến cầu ba đâu 3 2 1 nhá chứ không phải là 4 đây là 3 3 2 1 nhưng mình lại tính đây là 3 2 1 ok kết quả xem nó có chuẩn hay không thì anh em phải chờ đợi nhá. Lặn cùng mình và đếm ngược cùng mình nào. 6 5 4 3 2 1 mở nào. Vậy là ra tài nha em ạ, ra tài lại tiếp tục giá ba bốn năm hai cái cầu hai cái cầu liên gặp nhau thì tiếng này mình có khẳng định với tất cả các anh em là mình có thể đánh tiếng to được nhá. Đấy đánh ba củ bởi vì thường thường đúng cầu. Đây, thế thì nó chạy theo đúng cầu 33 rồi các bạn, 33. Đấy, thì hai cầu liên gặp nhau đa phần thì nó sẽ phải chuyển cầu nhá. Rồi, chờ đợi xem thế nào nhá. Anh em mà xem video của mình thấy hay thì hãy cho mình một like và một follow nhá. Cảm ơn tất cả các anh em. Chúc toàn thể nhà nhà mình xem được video này có một ngày chiến thắng rực rỡ. Ninh của con TDC thì trò chơi thì mình để ở dưới phần mô tả. Anh em là thực sự đam mê thì anh em hãy ấn vào và tải về và trải nghiệm và bây giờ thì anh em chờ đợi và lặn cùng mình nhá xem tiếng này xem có đúng là nó ra xỉu hay không đúng như cái cái cách vận thức bắt cầu theo cầu tài xỉu không nhá rồi bốn ba hai một mở lão anh em cái này là cái gì đây cái này là cái gì lão lại ra tiếp tục ra 553 Ra cầu rơi một cầu Ra cầu rơi một cầu anh em ạ Rôi một cầu rồi một cầu vậy là đã đi theo cầu đây Ngược lại đây 334 lại thành 343433 À đấy Đúng là ra cái cầu vừa nãy rồi thì nó phải nhảy về xỉu với đúng chứ Rồi không sao Thì tay này mình khẳng định với tất cả các anh em được đang xem cái video này của mình, mình khẳng định với tất cả các anh em tay này 100% là chuẩn nhá. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó đã nghịch hai tay rồi, nó đã nghịch hai tay rồi. Đáng ra tiếng này nó phải rút lại đây. Ở trước là cầu hai đây. Đấy lại chuyển về 32. Đấy để giống với cầu cũ này nhá. Nhưng mà nó không nó không về, nó lại chuyển chuyển về cầu này 433 334. Ok. Rồi, cái cặp xúc sắc gì? Cặp xúc sắc 533 này thì mình khẳng định tất cả các anh em đang xem được video này 100% tiếng này nó sẽ ra xỉu nha anh em nhé Rồi ok anh em xem và chờ đợi kết quả nào Xem tay này có chuẩn xác là như mình nói không nhá Rồi đây mở nào Chuẩn xác cho anh em đấy Chạy đi đâu khỏi lắng đúng không anh em Đấy Nó nghịch thì nghịch làm sao được mãi Ok anh em nhé Đấy mình đã hướng dẫn cho anh em cái cách gì Cái cách bắt cầu theo cầu tài xỉu trên con TDTC để có một chiến thắng rực rỡ ở trên con này nhá đấy thì bây giờ đây anh em xem kết quả của mình sau uh, những cái tiếng đánh thì hiện tại lên được 21 củ 7 rồi cũng có lời rồi thì mình cũng xin phép tất cả anh em mình sẽ chốt lãi tại cái này nhá và mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi link của con TDC thì nửa chơi thì để ở dưới phần mô tả anh em là thực sự đam mê về bộ môn này thì anh em hãy ấn vào và tải về và trải nghiệm nhá và bây giờ thì mình sẽ xin phép tất cả anh em kết thúc video tại đây xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại